quỷ đầu loa xuất hiện đi. Làm quỷ đầu loa xuất hiện trong Poppy Playtime đi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta lại chơi Poppy Playtime, nhưng mà sẽ là con quái vật quỷ đầu loa. Ôi trời ơi. Đấy, các bạn yêu cầu mình làm rất nhiều về cái con quỷ đầu loa xuất hiện trong Poppy Playtime thì hôm nay mình sẽ thực hiện yêu cầu các bạn, nên là các bạn nhớ like video này, bấm đăng ký kênh để mình có động lực làm thật nhiều video mới. Rồi. Và đừng quên xem hết quảng cáo. Không dài dòng nữa, chúng ta vào chơi game luôn nhá. Xem con quỷ đầu loa đáng sợ như thế nào. Vẫn là cái xưởng đồ chơi ngày ấy, và nhiệm vụ đầu tiên vẫn là đi lấy cái bàn tay màu. Màu gì? Màu xanh, trời ơi. Anh đang hỏi em đấy ốc ạ, em lại hỏi ngược lại anh, thế thì bằng nhau à? Tại vì em lại bị quên ý. Người nhà quên. Đấy, cái bàn tay màu xanh. Rồi sau đó đi loanh quanh. Loanh quanh cái gì? Đi vào cái phòng này để xem con Siren Heat. Uầy, con Siren Heat ở bên ngoài nó rất là cao, không biết trong game này nó sẽ như thế nào nhỉ? Các bạn có tò mò không? Bây giờ chúng ta cùng xem nó trong game Poppy Playtime trông như thế nào nhá. Umbala. Chào em, anh đứng đây từ chiều. Trời ơi, con này nhìn kinh dị thật sự luôn ấy. Wow, quỷ đầu loa trong Poppy Playtime. Uầy, trông nó không giống ngoài đời thật lắm nhỉ ông nhỉ? Ngoài thật nó cao, cao ơi là cao luôn ấy, như cái cột điện luôn. Nhưng mà em thấy nó giống hệt mà, nhìn tay chân của nó ấy kìa, cũng khẳng khiu như thế, em thấy giống hệt luôn ấy. Chẳng qua là trong game này nó phải bé đi, tại vì là nhà máy không thể nào quá to được đúng không? À đúng rồi, đây là phiên bản tí hon của quỷ đầu loa. Rồi xem bên dưới này có gì khác biệt không. Ui, nhìn con này ghê quá anh ơi. Vẫn là con Huggy thôi, anh tưởng ở trong này phải là quỷ đầu loa cơ. Đây có một con mặt cười, đây còn có con mặt mặt mèo. Quá chuẩn luôn. Có hai cái loa ở trên, đây có cả răng ở trong luôn. Máu me bé bé. Rồi tí mà nó dùng cái tay này nó bắt mình lại, xong nó dùng cái loa nó cắn mình thì thôi. Xin vĩnh biệt. Bây giờ phải tìm cách lấy chiếc chìa khóa. Rồi đặt tay vào đây để lấy được cái chìa khóa. Tinh. Lấy cái chìa khóa. Rồi và để chúng ta sẽ đi nối điện nhá. Nối điện. Rồi. Ui. Và con quỷ đầu loa nó đã biến mất rồi. Nó chắc chắn lại đi vào cánh cửa số. Ui, anh nhìn thấy vết máu ở dưới sàn không? Cái này có từ đầu lúc mình vào rồi mà. Thế à, bây giờ em mới nhìn thấy. Thật là đáng sợ. Thôi, không có gì đáng sợ đâu. Bây giờ anh sẽ mở cái cánh cửa này ra, xem có thấy cái bàn tay của con quỷ đầu loa không nhá. Oh my god, mẹ ơi, trời ơi. Bàn tay quỷ đầu loa đây. Bắt lấy quỷ đầu loa. Trời ơi, chả thể đuổi được mà còn bị cái này nó xì vào mặt cho. Ngu người thật. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ lấy cái bàn tay màu đỏ kia bằng việc lấy những cái tụ này đặt vào đây. Đấy. Năng lượng đấy, năng lượng sắc màu ấy. Sắc màu cái gì? Đây thấy luôn cái màu xanh này. Ốc đoán xem nó ở đâu. Ốc đoán được, ốc đã lấy luôn rồi. Thế thì tìm đi, đợi đây. Không cần phải đoán, tìm là thấy. Rồi bây giờ chúng ta cùng thử lại là ở chỗ cái cánh cửa này xem là trên này nó có xuất hiện con Huggy không, hay là xuất hiện con quỷ đầu loa nhá. Mở cái cửa này ra rồi, đi vào, sau đó chúng ta sẽ quay trở lại. Ôi ôi, giật hết cả mình luôn ý. Có gì đâu mà giật mình, mình quen rồi nên là mình không có sợ. Đây vẫn là con Huggy chứ không phải là con quỷ đầu loa. Thế là chứng tỏ mặc dù mình gặp quỷ đầu loa ở trong đây, nhưng mà con Huggy nó vẫn theo dõi mình đấy. Đúng rồi đấy. Đặt những cái tụ vào để lấy cái bàn tay màu đỏ. Màu đỏ chứng tỏ gì? Chứng tỏ gì? Màu đỏ chứng tỏ. Chứng tỏ gì? Là có thêm một tay. Mình có hai tay. Ok. Rồi. Vậy là đã có hai bàn tay. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục rút vào trong này. Không biết chúng ta rút vào trong này làm gì rồi đúng không? Đến xưởng chế tạo đồ chơi. Đúng rồi, nhưng mà đầu tiên chúng ta phải sửa điện ở đây đã. Em rất ghét sửa điện luôn ấy. Sao lại ghét sửa điện? Tại vì nó đi vòng vèo, em không thích đi vòng vèo. Rồi, easy game. Kèo, chúng ta đã đến với xưởng sản xuất đồ chơi. Việc đầu tiên chúng ta tiếp tục lại là đi nối điện. Kèo ít trên này, nối điện. Đi thôi. Rất là dễ.
Việc này làm suốt ngày rồi. Thôi đừng có gáy, hôm qua chẳng bị tuột đấy còn gì. Lần này còn lâu mới bị tuột nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhảy xuống dưới này. Đó, thấy điện chưa? Điện đang chạy này. Đó, chạy vào. Nhảy vào xem có bị giật không? Đồ ngu. Chắc chắn không bị giật đâu. Rồi, à, bây giờ anh sẽ bấm cái nút này. À, chờ đợi. Chờ đợi. Nhà máy sản xuất đồ chơi đã hoạt động trở lại. Ta sẽ đi làm đồ chơi. Không biết lần này sẽ ra cái con gì nhỉ? Anh nghĩ khéo vẫn ra cái con búp bê mà trông con ong. Nửa con ong nè. Nửa con ong, nửa con mèo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm cái để son nhìn rõ cái con quỷ đầu loa khi mà nó ra nó đuổi theo mình nhá. Con đồ chơi của chúng ta đây rồi. Chúng mày ra nè. Sau đó chúng ta đặt vào đây để gặp quỷ đầu loa cả. Em rất là hồi hộp, hồi hộp vừa sợ. Các bạn đã sẵn sàng để chúng ta gặp quỷ đầu loa Silent Hit trong Poppy Playtime chưa? Sẵn sàng rồi, tôi đã sẵn sàng. Tôi đã sẵn sàng rồi. Đây chính là quỷ đầu loa trong Poppy Playtime này các bạn nè. Ui này nó cao phết đấy, không đùa được đâu. Ờ, kể ra nó cao hơn mình, nó phết đấy các bạn ạ. Ui, từ từ, cẩn thận. Bây giờ anh sẽ chạy qua đây. Ê. Ê. Hello. Hello bạn quỷ đầu loa ngu si nha. Trời ơi, bây giờ nó đứng yên, nó không có làm gì được mình cả. Đấy. Rồi các bạn hãy chiêm ngưỡng cái con quỷ đầu loa đi. Ờ, nhưng mà con này không có mắt nên chả biết nó có nhìn mình không nhỉ? Anh nghĩ nó vẫn nhìn thấy mà. Nó nhìn thấy bằng mồm à? Nó đánh hơi thấy. Wow, xem cái loa kìa. Ấy, có cái răng. Wow, người thì cao kêu ra. Và bây giờ sự nhảy vào mặt nó. Anh điên rồi, anh điên rồi Thành ơi, anh điên rồi. Thử một lần xem các bạn có trầm trồ không. Nhưng mà chết nhan răng. Đồ ăn hại. Rồi, và đây là cách tròn thứ hai. Đặt cái thùng vào giữa cửa này. Con quỷ đầu loa đi ra, nó mắc vào đấy, nó sẽ bắn đi bất kỳ một nơi nào đấy. Đi vào gặp quỷ đầu loa đạo. Quỷ đầu loa xuất hiện đi. Thấy luôn, vẫn giật mình như bình thường luôn ạ. Ơi. Ui. Nó sút được cái hộp luôn, mau trốn đi. Trốn đằng sau cái thùng kìa. Ờ, mình thử trốn đằng này xem nó có phát hiện là mình không nhá. Trốn đi. Chắc nó không phát hiện là mình đâu. Nó mặt ra. Nhìn qua khe thôi. Ui. Nó vẫn biết là sao ta, rõ ràng là trốn sau cái cột đấy mà. Ừ, cái cột to như thế. Mà quỷ đâu loa đâu có mắt đâu. Ừ, game hư cấu thật đấy. Nhịp điệu ta cha cha. Đã quay trở lại với quỷ đâu loa rồi đây. Rồi, hy vọng lần này chúng ta thành công. Bay lên nào. Bay lên nào. Nó lại tìm anh rồi, mình phải chạy trốn đi. Trời ơi, nó bay đúng cái cửa mình để chạy thoát ạ. Rồi, tên. Quỷ đầu loa ơi. Cút ra ngoài. Không làm gì được mình đâu. Lêu. Thôi đi vào đi, không nó lại ăn bây giờ. Gần quá tí đấy, tóm cổ mình ra ăn, nó cắn cho cụt đầu thì đúng là ngu người. Ui, em biết vì sao nó phải nhỏ thế rồi, tại vì cái đường hầm này nó cũng nhỏ nữa, nếu mà nó quá to đâu trèo được vào đây đâu đúng không? Ờ. Ui. Quỷ đầu loa đuổi mình ghê. Chạy đi. Sao tự nhiên anh cảm thấy quỷ đầu loa nó đuổi đáng sợ hơn những cái con khác ấy nhở? Có vẻ nó còn chạy nhanh hơn những con khác đấy. Đấy, ui trời ơi. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Nhan thật đấy. Đáng sợ dã thật. Ui, đáng sợ quá. Ui, đừng đuổi nữa. No. Ui không. Ê. Tuyệt chiêu. Ui, tròn. Nhìn cái mông nó. Mông quỷ đầu loa đấy các bạn ơi. Ô sao bé không lắc. Các bạn đã thấy mông quỷ đầu loa ạ. Ui, mình đứng gần nó lắm luôn rồi đấy. Bây giờ. Cúp
này đảm bảo nó sẽ chết tôi. Các bạn xúi là mình có thể nhảy qua bên này được ấy. Nhảy đi. Một, thử một lần chơi lớn để xem em có trầm trồ. Nhảy đi, nhảy đi. Biết ngay mà không nhảy chết tôi. Trời ơi, anh chạy hẳn sang bên kia luôn rồi mà, đứng ở sau cái cửa mà. Các bạn bảo nhảy qua nhưng mà nó lao nó nhanh như thế làm sao mà nhảy được. Ừ, nếu mà các bạn có cách gì thì hãy chỉ cho chúng mình ở dưới phần comment nhé. Còn bây giờ có lẽ là tụi mình dừng video tại đây thôi. Đấy, hôm nay đã cho các bạn gặp quỷ đầu loa trong Poppy Playtime rồi nhá. Đấy, okay. Nên là các bạn nhớ like video này, đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình làm thật nhiều video mới. Ok, và đừng quên xem quảng cáo, xem quảng cáo, xem quảng cáo, xem quảng cáo. Thôi bye bye các bạn.